Văn Lâm lại xin bé chào và cảm ơn quý vị anh chị cùng các bạn. Hôm nay Văn Lâm để chia sẻ cách dẫm cành hoa mẫu đơn bằng phương pháp thủy canh. Trước khi vào thì ta cần những chuẩn bị những cái gì? Ta cần chuẩn bị những ngọn của hoa mẫu đơn, kéo, dao, kéo cắt lá, đặc biệt là một cốc nước, một miếng xốp cắt tròn và đục những cái lỗ để vào đây. Bây giờ kỹ thuật tròn canh nhé, thì tròn những canh bánh tẻ có những nách lá đều, có thể có đọt, có thể là không có đọt, sau này nó mọc hai cái chồi hai bên cái này tùy. Và bây giờ ta tiến hành làm. Ta đo từ cái nách lá này đang còn phía dưới, làm sao mình cắm vào đấy vừa đủ. Ở phía dưới là mình cắt lá hết. Ở phía trên thì mình bị cắt đi 1/2 hoặc 1/3 lá. Trong cái cốc này thì mình đổ nước sạch. Đấy, ta làm cái sổ này để cho nó nổi lên và ta cầm vào.
Tốt nhất là cái canh phía dưới này nó là có màu xanh đen hơn, còn trên này màu trắng thì mình phải lấy từ cái chỗ màu đen đấy. Canh nón quả là nó không được, nó không ra rễ. Và như vậy là ta đã dẫm canh xong, chờ 3 tháng thì nó ra rễ. Hàng tuần ta nhờ thay nước một lần, và bây giờ là cái thành quả của cái cốc trước đây Văn Lâm đã làm. Đã cắt những cái lá đấy, và bây giờ nó ra rễ, nó đã ra thêm những lá khác. Như vậy là mình cần nhu cầu bao nhiêu canh thì mình làm bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Những mỗi một cái cốc như thế này thì tầm khoảng 5 canh, 6 canh là được thôi, 4 canh, 5 canh, 6 canh thôi. Nhiều quả nó chật chội lắm, và mình cũng phải thái được hàng tuần rồi lau chùi cho sạch sẽ. Cái canh mình chọn là thế này, như canh này nó hơi non, canh này cũng được rồi, nó có đọt càng tốt, không có cũng được. Sau này nó mọc hai, nó mọc thế mà hai canh hai bên. Ở đấy những cái canh này cắt lạ đấy, nó mọc lạ thế đấy, cắt lạ đấy, nó mọc lạ thế. Tiếp đấy ạ, đấy là cái hoa mẫu đơn lạ nhỏ màu vàng. Đang dẫm ở trong cái cốc như thế này mà nó đã ra hoa. Đấy. Vậy là các bạn thấy hay và đơn giản thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ. Và Lâm xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người thành công, nhận được nhiều giống cây hoa mẫu đơn. Còn hoa mẫu đơn thì như thế này mình để phân biệt được màu vàng hay màu đỏ thì mình nhìn vào giữa cái đọt. Nếu cái đọt màu nó hơi đỏ đỏ thế này là cái cây này là hoa màu đỏ. Còn cái đọt mà nó xanh tặng ấy như vậy, đó là cây hoa màu vàng. Xin cảm ơn quý vị anh chị cùng các bạn.